Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê vừa tiến hành phá chuyên án và bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Tân Thanh Nhã, 21 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với nhiều bị hại trên cả nước, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, vào giữa tháng 10, do nhu cầu muốn bán xe ô tô nên một bị hại trú tại phường Hòa Khê đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội và ngay lập tức nằm trong tầm ngắm của đối tượng Nhã. Bằng một tài khoản Zalo giả mạo, Nhã bịa chuyện đang định cư tại Ý nên yêu cầu bị hại cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng để Nhã đặt cọc tiền mua xe. Sau đó, Nhã dùng một sim rác để nhắn tin giả mạo ngân hàng với nội dung tài khoản của bị hại đã nhận được tiền, kèm với một đường link yêu cầu đăng nhập để làm thủ tục nhận tiền. Khi làm theo hướng dẫn, toàn bộ thông tin tài khoản và mã OTP của bị hại đã được chuyển về Gmail của đối tượng. Từ đây, Nhã đã nhanh chóng đăng nhập và rút số tiền 301 triệu đồng, chuyển về nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ Đỗ Tân Thanh Nhã tại một căn hộ cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ toàn bộ vật chứng dùng để lừa đảo qua mạng, máy tính và hàng chục viên ma túy thuốc lắc. Hiện đối tượng Nhã đã được di lý về thành phố Đà Nẵng để tiếp tục mở rộng điều tra.